Xin kính chào quý vị các bạn đã quay trở lại với showroom Thế Giới Xe Đức số 8 và số 6 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Ngay cạnh Long đây là một chiếc GLS siêu mới sản xuất 2021. Đấy, đăng ký là tháng 1 năm 2022 luôn. Chiếc xe siêu lướt lăn bánh 7.000 km anh em nhé. 7.000 km, mang biển số Hà Nội, biển rất đẹp. Đấy, một chiếc GLS 450. Đấy, rất là hot, màu đen và thất kem. Đấy, và chiếc này thì khẳng định với anh em là một trong những chiếc xe lướt và đẹp nhất thị trường hiện tại. Xe sơn zin 100%. Còn với GLS đời mới thì chúng ta hãy xem này, cụm đèn multibeam này. Đấy, mặt ca lăng này, mặt ca lăng zin theo xe anh em nhé, mạ chrome. Đấy. Có camera 360. La răng là la răng AMG 5 chấu anh em nhé. Đấy. Lốp thì cực mới rồi. Một chiếc xe vài nghìn cây thì lốp của nó gần như mới tinh luôn. Đấy. Phần gương. Đấy. Mới tinh luôn. Đây là sử dụng chìa khóa keyless go hết anh em nhé. Xe thì rất mới luôn, còn nguyên ni lông luôn anh em ạ. Một chiếc xe siêu lướt, rất sắc luôn. Phần đuôi xe thì cái thiết kế của GLS thiết kế một cái rất là, trông rất là mềm mại. GLS 450 mang biển số Hà Nội, dẫn động 4MATIC. Quá mới luôn. Chiếc xe này là tên công ty xuất hóa đơn anh em nhé. Anh em có thể có đồ vào nó rơi tầm khoảng hơn 4 tỷ. Đấy. Toàn bộ là hệ thống chỉnh ghế là được thiết kế ở đây. Đấy. Và ở đây nữa. Rất đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái không gian khoang lái. Đấy. Đối với GLS thì toàn bộ hệ thống âm thanh, đây là loa Bluemaster. Đấy, có nhớ ghế nhiều vị trí. Cái này là chỉnh ghế phụ của bên phải. Đấy. Rất đẹp. Vô lăng ốp gỗ anh em nhé, ốp gỗ, màn hình liền. Anh em nhìn này, xe còn chưa bóc hết ni lông luôn. Đấy. Siêu lướt, rất mới luôn. Đấy. Chưa bóc hết ni lông luôn anh em nhé. Quá xuất sắc luôn. Xe sơn zin 100%, nội thất mới. Đấy. Tầm tiền để sở hữu chiếc GLS 450 này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 5 tỷ anh em nhé. Long đang chào bán mức giá khoảng hơn 5 tỷ 8 một chút. Đấy. Xe còn bảo hành chính hãng đến 3 năm, đến cuối 2024 luôn anh em. Cabo zin, keo chỉ zin hết. Đây là cụ máy của chiếc GLS 450. Tất cả những cái chi tiết từ ốc áp các thứ này là đảm bảo với anh em là zin luôn hết. Và trước khi mua Long đã check hãng cách đầy đủ và cẩn thận rồi. Một chiếc xe vài nghìn cây thì không có gì phải suy nghĩ về chất rồi. Đấy. Để có thêm cái thông tin chi tiết về chiếc xe này thì hãy liên hệ về chỗ Long, có số điện thoại Long ghi ở trên màn hình anh em nhé. Đấy, toàn bộ cần phải video call hay là tư vấn về giá cả của chiếc xe này thì hãy liên hệ cho Long. Đấy. Ok, cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở những xe siêu lướt khác.